Mình thấy rất nhanh nha, có một tiếng là xong. Xin kính chào quý vị khán giả, đến hẹn lại lên chương trình VNUIS Live Talk 2020 ngày hôm nay đã sẵn sàng trở lại với số thứ hai. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu một chương trình đào tạo về một lĩnh vực vẫn còn khá là mới tại Việt Nam, đó chính là ngành học phân tích dữ liệu kinh doanh. Vậy thì học phân tích dữ liệu kinh doanh là học những gì, cơ hội nghề nghiệp tương lai sẽ ra sao, cũng như là nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động sẽ như thế nào? Tất cả sẽ cùng được giải đáp tại chương trình VNUIS Live Talk số thứ hai với chủ đề học phân tích dữ liệu kinh doanh khai mỏ vàng dữ liệu. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên của chúng ta đó chính là giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Quý Bảo, giám đốc phòng thí nghiệm về khoa học dữ liệu tại Viện Nghiên cứu Cao cấp và Về toán, giám đốc khoa học Viện John von Neumann tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy có 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và học máy. Đồng thời, giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Quý Bảo hiện đang giữ vai trò cố vấn chuyên môn cho chương trình cử nhân phân tích dữ liệu kinh doanh tại Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào. Vị khách mời thứ hai ngày hôm nay của chúng ta đó chính là anh Nguyễn Phan Hải Đăng, Business Development Manager tại công ty CLIN FinTech với 12 năm kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu kinh doanh và phân tích dữ liệu vận hành sản phẩm. Xin chào. Vị khách mời thứ ba của chúng ta đó chính là tiến sĩ Mai Anh, trưởng phòng đào tạo Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Chào các bạn. Vị khách mời cuối cùng ngày hôm nay của chúng ta là thạc sĩ Đào Thị Thanh Hoa, trưởng bộ phận tuyển sinh Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào các bạn. VNUIS Live Talk 2020 hiện đang được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage của Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Quý vị khán giả vui lòng để lại câu hỏi bằng cách nhắn tin cho trang fanpage hoặc là bình luận tại livestream này, cũng như có thể gọi vào số hotline 024-3555-3555 để đặt câu hỏi và để lại những bình luận của mình. Các bạn lưu ý rằng trong chương trình ngày hôm nay thì Khoa Quốc tế có 10 phần quà đặc biệt, đó chính là chiếc tác sạc 3 năm dành tặng cho 10 khán giả có câu hỏi hay nhất và dành tặng cho các vị diễn giả của chúng ta. Và các quý vị hãy nhớ rằng chúng ta cần phải share cái livestream này ở chế độ công khai và like trang fanpage của Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi xin phép được bắt đầu với câu hỏi đầu tiên mà Khoa Quốc tế nhận được ạ. Câu hỏi đầu tiên đó chính là gần đây các thí sinh bắt đầu biết đến ngành học phân tích dữ liệu kinh doanh và các em rất tò mò muốn biết ngành đào tạo này có những học về những cái gì và có gì khác với các ngành về kinh doanh hay khoa học dữ liệu không. Xin thầy cô hãy giới thiệu cho em biết ạ. Thì đối với câu hỏi này em xin phép được mời thầy và chia sẻ với các bạn thí sinh. Vâng, xin chào các bạn. Về câu hỏi này thì câu trả lời của tôi như sau. Ngành khoa học dữ liệu kinh doanh nó khác với khoa học dữ liệu và khác với ngành kinh doanh ở chỗ nào? Thì trước hết là chúng ta có hai cái ngành học là khoa học dữ liệu và kinh doanh. Thì khoa học dữ liệu là một cái lĩnh vực khoa học mới, một cái ngành học mới xây dựng trên thế giới trong vòng độ khoảng 5-6 năm trở lại đây, và hầu hết các trường đại học lớn để xây các trường đại học trên thế giới đều được xây dựng cái chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu. Ở đây là đào tạo cho những người làm cái nghề phân tích dữ liệu trong tương lai, và bắt đầu từ bây giờ trở đi thì dữ liệu đang trở thành cái nguồn tài nguyên rất là quý giá, và khoa học dữ liệu đào tạo ra những người data scientist. Là cái ngành khoa học dữ liệu nó khác với những cái ngành học khác, là cái người học ở đây sẽ phải hài hòa cả về toán học và công nghệ thông tin. Trước đây cái ngành đào tạo về toán học thì thường học ít về công nghệ thông tin. Thế người học công nghệ thông tin thì học về sử dụng máy tính nhiều nhưng mà lại ít học về toán. Thì cái ngành học dữ liệu do cái đặc điểm của phát triển thời đại mới thì đào tạo cho những người mà phải hài hòa cả ngành toán và ngành công nghệ thông tin. Thì đấy là cái chương trình khoa học dữ liệu. Cái ngành kinh doanh thì là một cái ngành đào tạo truyền thống rồi. Vâng, ngành kinh doanh là ngành đào tạo truyền thống rồi. Và đào tạo ra những người làm trong kinh doanh. Thì trong business thì có nhiều lĩnh vực, như ở trường thì có đào tạo về marketing, về đào tạo về quản lý, đào tạo về kế toán, vân 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 vân. Thế khoa học dữ liệu trong kinh doanh thực chất là khoa học dữ liệu áp dụng vào lĩnh vực kinh doanh. Như vậy cái ngành này sẽ đào tạo ra những cái người lao động trong cái thời gian tới đây, những cái lớp người lao động mới có những kỹ năng lao động mới. Đấy là những người mà vừa phải có những cái kiến thức về khoa học dữ liệu, nghĩa là vừa phải thành thạo ở một mức độ cần thiết thiết kế công trình là về toán và về công nghệ thông tin, và lại vừa phải nắm được kiến thức kinh doanh. Tuy nhiên trong một cái thời gian học 4 năm thì cái chương trình sẽ phải được thiết kế để sao cho người học vừa học và hiểu được cái hai lĩnh vực và sẽ áp dụng khoa học dữ liệu vào lĩnh vực kinh doanh. Thế còn cái ngành khoa học dữ liệu, chỉ học khoa học dữ liệu thì người ta sẽ học chung và có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực
khi người ta bắt đầu ra làm. Thế còn ở đây là có kiến thức về khoa học dữ liệu và áp dụng vào lĩnh vực kinh doanh, thì đấy là sự khác biệt của cái ngành khoa học dữ liệu trong kinh doanh. Xin cảm ơn thầy. Mong rằng câu trả lời của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo đã giúp chúng ta hiểu hơn rằng khoa học dữ liệu thì khác với cả ngành kinh doanh, và cũng như là những kiến thức mà chúng ta sẽ học để trở thành một data scientist trong tương lai. Câu hỏi tiếp theo mà khoa quốc tế nhận được hiện nay đó chính là hiện tại thì có khá là ít lựa chọn cho thí sinh muốn học đại học ngành phân tích dữ liệu kinh doanh. Thầy có thể chia sẻ hơn thêm về những lợi thế của chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh tại khoa quốc tế không ạ? Thì đối với câu hỏi này em xin phép được tiếp tục mời thầy vào giúp các bạn giải đáp ạ. Thì như tôi vừa nói là cái chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu mà trên thế giới thì người ta cũng rộ lên trong vòng độ khoảng 5 năm nay. Và đầu tiên là người ta bắt đầu trong các chương trình đại học thì người ta học thêm cái chứng chỉ, nghĩa là cái người học học thêm vài môn trong khoa học dữ liệu và được cấp cái chứng chỉ ra đi kiếm việc cho nó dễ hơn. Sau đó thì người ta bắt đầu đào tạo thành thạc sĩ, và gần đây hơn thì bắt đầu các nơi mở ra chương trình cử nhân. Thế ở Việt Nam thì cho đến hiện nay là có khoảng trên cả nước có khoảng 6-7 cái chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu, đa số nằm ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Và theo tôi biết thì cho đến hiện nay là chỉ có 2 chương trình là chuyên về một cái lĩnh vực cụ thể, là chương trình khoa học dữ liệu của kinh doanh của khoa quốc tế trường Đại học Quốc gia Hà Nội và khoa kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh. Thể giúp các bạn chia sẻ thêm về những lợi thế, lợi ích của chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh tại khoa quốc tế không ạ? Vâng, tôi nghĩ là nếu mà bạn học chương trình phân tích dữ liệu trong kinh doanh tại khoa quốc tế thì theo tôi là có mấy cái lợi thế như thế này. Thứ nhất là bạn được học cả hai cái luồng kiến thức, vừa là trong khoa học dữ liệu vừa trong kinh doanh, và sẽ nắm được cả hai cái kiến thức đấy. Thứ hai là khoa quốc tế là một khoa rất là năng động, bạn sẽ học cái đấy bằng tiếng Anh. Như vậy là sau khi học ra thì sẽ có điều kiện làm với cả ở trong nước và cũng có thể làm việc với nước ngoài. Là vì ở trong chúng ta cũng có cái ngành kinh doanh quốc tế. Một cái điểm thứ ba nữa tôi cho là điểm rất là bạn học ở đây thì sẽ có cái điểm rất là lợi là các thầy cô đa số là học ở nước ngoài trở về đã có rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy và xây dựng một cái chương trình, tôi thấy là rất là phù hợp. Các thí sinh ơi, nếu các em đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì hãy ghi nhớ rằng như thầy Bảo đã chia sẻ thì chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh của khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có 3 thế mạnh. Thứ nhất là các em sẽ được học hai luồng kiến thức về khoa học dữ liệu và cả kinh doanh. Thứ hai là các em sẽ được học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và thứ ba đó chính là chúng ta sẽ được học, được giảng dạy bởi các giảng viên có bề dày kinh nghiệm và thường là các thầy cô đều từ nước ngoài trở về. Câu hỏi tiếp theo mà khoa quốc tế hiện nay nhận được từ các bạn thí sinh. Xin thầy cô giới thiệu về phương thức tuyển sinh năm 2020 của ngành phân tích dữ liệu kinh doanh. Điểm trúng tuyển các năm trước thường là bao nhiêu? Thì đối với câu hỏi này xin được mời trưởng phòng đào tạo tiến sĩ Mai Anh trả lời giúp các bạn xin được ạ. Chào tất cả các bạn. Về cái câu hỏi các bạn ấy, thì thầy có chia sẻ như sau. Về chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh ấy, thì bắt đầu triển khai tuyển sinh từ năm ngoái, tức là năm 2019. Đến năm tuyển sinh đầu tiên của chương trình. Và cũng như thầy Bảo nói đấy, thì khoa cũng rất tự hào là có một cái chương trình để đào tạo ra một cái lớp người tốt nghiệp để có khả năng là đóng góp vào sự phát triển trong cái ngành công nghệ thông tin và cho sự phát triển của công nghiệp 4.0. Thế vì phương thức tuyển sinh ấy thì hiện nay thì khoa quốc tế dự kiến sẽ có phương thức tuyển sinh dựa trên 4 cái phương thức. Cái thứ nhất đó là dựa trên cái điểm trung bình của quốc gia của năm 2020. Cơ sở thứ hai đó là tuyển các em dựa trên điểm kết quả của A-level và SAT. Phương thức thứ ba đó là dựa trên cái kết quả của điểm ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL, IBT và các cái chứng chỉ tương đương. Và cuối cùng đó là cái chỉ tiêu tuyển thẳng, tức là dành cho những bạn có những cái học lực xuất sắc và những cái thành tích xuất sắc khác.
thì đấy là 4 phương thức tuyển sinh mà khoa sẽ thực hiện. Thì đối với cái chỉ tiêu tuyển sinh của khoa năm nay ấy, thì khoa sẽ dự kiến tuyển sinh với chỉ tiêu của ngành này là 80 thí sinh. Thì như vậy là các bạn cũng thấy là các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa, bởi vì năm 2019 thì khoa thực hiện tuyển sinh là chỉ tiêu là 30 bạn cho năm đầu tiên. Thì năm nay thì khoa sẽ tuyển sinh 80 bạn, thì đấy là cái cơ hội rất lớn cho các bạn. Về cái phân bổ chỉ tiêu ấy, thì khoa sẽ tập trung nhiều vào tuyển sinh những bạn đăng ký tuyển sinh dựa trên cái xét tuyển phương thức là trung học phổ thông quốc gia, tức là 90% chỉ tiêu tuyển sinh, và 10% chỉ tiêu còn lại sẽ được phân bổ đều cho các phương thức khác, ví dụ như là phương thức xét tuyển theo chứng chỉ A level hoặc là SAT thì là 5%, chứng chỉ 2%, chứng chỉ Anh Quốc, những chứng chỉ IELTS và quốc tế thì là 2%, và chứng chỉ tuyển thẳng là 3%. Thì đấy là một số thông tin chia sẻ với các em. Vậy thì đối với 80, chỉ tiêu là 80 thí sinh, thì năm nay các bạn thí sinh quan tâm đến ngành phân tích dữ liệu kinh doanh sẽ có rất nhiều cơ hội, đúng không ạ? Thì các bạn cũng đặt thêm câu hỏi là điểm trúng tuyển năm trước của chương trình là như thế nào ạ? Điểm trúng tuyển năm trước của chương trình là điểm thấp nhất là 17 điểm, tức là các bạn dựa trên phương thức 3 tổ hợp 3 môn với tổng điểm là 17 điểm trên 30. Thế thì với năm nay thì các bạn lại có một cái hiện nay thì khoa cũng sẽ sử dụng là 4 cái tổ hợp, đó là tổ hợp 3A 00, A01, D01 và D90. Thì với cái phương thức vẫn sử dụng như theo tổng điểm 30. Tuy nhiên khoa hiện nay sẽ ưu tiên có một môn chính dành cho những bạn đăng ký, đó là môn toán là môn chính trong tổng đó. Thì như vậy cái môn toán sẽ được theo phương thức là liên đôi. Thì những bạn mà có những cái kết quả mà đối với môn toán được sử dụng thì sẽ là một cái ưu thế cho các bạn. Tuy nhiên ngoài ra các bạn thấy, xin nhấn mạnh là các bạn sẽ thấy là cái phương thức tuyển của khoa đó là cũng nhấn mạnh với những bạn có cái năng lực với cái chứng chỉ quốc tế và chứng chỉ quốc tế về kiến thức cũng như về tiếng Anh, thì cho nên là các bạn vẫn có thể sử dụng những cái lợi thế đó để xét tuyển vào khoa. Ví dụ như các bạn đã đạt được những cái chứng chỉ tiếng Anh IELTS đúng không, ở những cái cấp độ quốc tế tối thiểu từ 5.5 trở lên thì các bạn đã được xét, và với các điều kiện chi tiết thì đấy là thầy xin chia sẻ các bạn. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy thì chị Hoa, chị có lưu ý gì thêm thì đối với thí sinh khi mà các bạn đăng ký xét tuyển vào ngành này không ạ? Tôi xin bổ sung thêm một chút thông tin thôi. Thầy Mai Anh đã nói rất là cụ thể cho các bạn rồi, thì tôi chỉ xin lưu ý thêm là đối với lại là bởi vì đại đa số chỉ tiêu của các quốc tế tuyển ngành này dành cho các bạn mà xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông quốc gia, thì có một lưu ý là cánh cửa vẫn mở với những bạn mà có xét tuyển bằng khối các thể kỳ thi và có tiếng Anh, ví dụ như A01, D01, D16 chẳng hạn. Thì đối với những cái khối này thì cái điểm nhân đôi không phải là điểm toán mà là điểm tiếng Anh, vì vậy cho nên là các bạn chú ý là nếu mà các bạn có cái tiếng Anh tốt thì nó sẽ là một lợi thế rất là lớn cho các bạn, còn nếu không thì không sao cả. Thế nhưng bạn cần lưu ý rằng là khoa quốc tế cũng có một cái yêu cầu nhỏ là điểm tiếng Anh thi trung học phổ thông quốc gia các bạn cần đạt tối thiểu 4 điểm trở lên để cái việc học tiếng Anh của chúng ta nó không quá là khó khăn trong giai đoạn mà chúng ta học một chương trình học tiếng Anh hoàn toàn. Với cái phương thức xét tuyển này thì cách thì các bạn đăng ký xét tuyển vẫn là các bạn đăng ký nguyện vọng, và đặc biệt là những bạn nào mà đã có điểm thi IELTS hay là TOEFL có kết quả trước cái việc trước khi mà các bạn đã đăng ký nguyện vọng thì các bạn hãy điền cái điểm thi của mình vào, và về sau thì các bạn có thể sử dụng cái lợi thế là thi đổi điểm tiếng Anh để xét tuyển vào khoa quốc tế. Vâng, cảm ơn chị. Vậy thì chị có thể bật mí thêm cho các bạn thí sinh của chúng ta là năm 2020 năm nay thì các bạn có những bạn quan tâm đến chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh có cơ hội xin học bổng. Nếu nói về học bổng thì các bạn sẽ có thứ nhất là số cơ hội như sau. Một điểm đặc biệt là năm nay thì khoa quốc tế tăng gấp 3 lần cái số lượng học bổng cho cái chương trình các học bổng tuyển thẳng dành cho các bạn mà trúng tuyển thẳng vào khoa quốc tế hoặc là trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển bằng điểm IELTS TOEFL tương đương với mức IELTS từ 6.5 trở lên.
hoặc là các bạn trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển theo điểm A level hay điểm SAT với kết quả cao, cụ thể là A level từ 85 trên 100 điểm trở lên và SAT là tương đương với lại từ 1.300 trên 1.600 trở lên, cũng như là đối tượng mà các bạn được trúng tuyển vào khoa quốc tế thì các bạn đã có cơ hội để đăng ký xét học bổng vào khoa quốc tế, và khoa quốc tế sẽ xét học bổng từ trên cao xuống thấp theo thành tích học tập cũng như là các cái thành tích ngoại khóa của các bạn. Và cái học bổng này có giá trị là miễn học phí hoàn toàn trong thời gian học tập tại khoa quốc tế, bao gồm cả cái giai đoạn học tiếng Anh dự bị nếu có. Và như vậy thì giá trị cao nhất của học bổng có thể lên tới 260 triệu đồng trên một suất. Ngoài ra thì khoa cũng có rất là nhiều chương trình học bổng khác cho các bạn thủ khoa từ chương trình hay là đạt điểm cao nhất của chương trình. Chúng tôi gọi đó là chương trình học bổng dài hạn, và có nghĩa là khi mà các bạn có cái quyết định cấp học bổng thì nó sẽ được áp dụng trong toàn bộ thời gian các bạn học tập tại khoa quốc tế nếu như bạn đáp ứng được cái yêu cầu điều kiện là duy trì học bổng trong thời gian học tại khoa. Ngoài ra thì cũng như năm 2019 chúng tôi còn có một chương trình đặc biệt để tiếp sức cho các tân sinh viên của khối ngành nhóm ngành công nghệ đặc biệt. Trong đó có các bạn là tân sinh viên của ngành phân tích dữ liệu kinh doanh. Đó là khoa có một cái chương trình tặng quà nho nhỏ dành cho các bạn tân sinh viên. Trong đó các bạn là tân sinh viên của ngành phân tích dữ liệu kinh doanh thì năm bạn có điểm cao nhất sau khi nhập học thì các bạn sẽ được khoa tặng một món quà là một chiếc laptop trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tôi rất hy vọng là sẽ có thể là sớm nhận được cái danh sách các bạn đăng ký xét tuyển vào khoa, và sẽ sớm được công bố cái tin vui là bạn nào nhận được cái chương trình quà tặng này. Vậy là có rất nhiều cơ hội học bổng như là những phần quà dành tặng cho các bạn thí sinh quan tâm đến chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh. Vậy có những cơ hội nghề nghiệp thì sao? Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi chắc hẳn là các bậc phụ huynh và các bạn thí sinh rất là quan tâm. Những ngành nghề tương lai sinh viên có thể làm được sau khi tốt nghiệp là gì? Nhu cầu tuyển dụng cử nhân sau khi ra trường có lớn và thu nhập có được tốt không? Đối với câu hỏi này thì xin được mời anh Hải Đăng, đại diện đối tượng doanh nghiệp CEO Linh FinTech trả lời giúp các bạn thí sinh ạ. Xin chào các bạn. Thì về mặt mà tất cả ngành nghề mà sinh viên từ trong ngành này ra thì có rất là nhiều ngành nghề các bạn có thể tham gia vào trong tất cả doanh nghiệp. Hiện tại đa phần tất cả doanh nghiệp đang sử dụng nhân sự phân tích dữ liệu kinh doanh đều là những nhân sự đi chéo từ những ngành nghề khác, ví dụ như những bạn về tài chính kế toán, hoặc là những bạn về ngành ngân hàng, hoặc là những bạn về marketing, và bạn có thêm kỹ năng phân tích dữ liệu, từ đó bạn yêu thích, đam mê cái phân tích dữ liệu, cái bạn chuyển ngạch sang thành phân tích dữ liệu và tham gia vào tất cả các team phân tích dữ liệu kinh doanh của các công ty. Do đó là hiện tại về mặt mà đào tạo chính quy, số lượng đào tạo chính quy ra để mà cho doanh nghiệp mà gọi có một cái đầu tuyển ra là rất là ít, và đa phần những cơ hội đó đều là những công ty lớn hoặc là những công ty rất là lớn, họ đã giật hết rồi. Và đối với doanh nghiệp thì là nhu cầu về cái ngành này cực kỳ lớn luôn, và đảm bảo cho các bạn một chuyện là những nhân sự có được đào tạo chính quy và có tay nghề, mức lương không bao giờ quá 4 con số mà đơn vị là đô hết, chứ không phải là đơn vị là đầu dưới, đúng không? Đúng rồi, không bao giờ dưới 4 số của đô cả. Đó là cái thu nhập và cái nhu cầu ứng dụng, đặc biệt hơn là những bạn chỉ trong giai đoạn mà gọi là internship, có nghĩa là thực tập thôi, nhưng mà nếu bạn có kỹ năng thì các bạn luôn luôn được doanh nghiệp gọi là rào chắn rất là cẩn thận cho đến bước mà bạn ra khỏi trường, các bạn sẽ vào doanh nghiệp ngay. Vậy là cơ hội nghề nghiệp dành cho các bạn học phân tích dữ liệu kinh doanh rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Vâng. Thu nhập cũng tốt nữa. Nếu mà các bạn có kỹ năng và có kiến thức nha, đấy thì đó là câu trả lời đến từ anh Đăng từ doanh nghiệp và CEO Linh FinTech. Trước khi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo thì tôi xin phép được nhắc quý vị khán giả là chúng ta có 10 phần quà từ khoa quốc tế đang đợi với câu hỏi hay nhất. Và nếu quý vị khán giả có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy gửi ngay tại phần bình luận của livestream này, nhắn tin đến fanpage khoa quốc tế hoặc gọi đến số hotline 024-3555-3555 ạ. Câu hỏi tiếp theo mà khoa quốc tế nhận được ạ. Em học cử nhân phân tích dữ liệu kinh doanh thì sau có thể làm việc ở lĩnh vực nào? Ở Việt Nam có nhiều cơ hội nghề nghiệp cho em không? Thì đối với câu này cũng hơi tương tự câu trước một chút. Thì anh đang có thể giúp bạn thí sinh giải đáp hơn về những cái cơ hội làm việc ở các lĩnh vực nào?
các lĩnh vực thì rất là nhiều. Nếu như mà các bạn yêu thích về mà một số sản phẩm giống như sản phẩm công nghệ hoặc là giải trí, giống như game, các bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí giống như là vận hành sản phẩm. Hiện tại tất cả công ty mà hàng đầu tại Việt Nam đều ưu tiên tuyển những bạn có kỹ năng phân tích dữ liệu vào chuyện làm vận hành sản phẩm. Thậm chí nếu như mà các bạn có cái góc nhìn tốt về sản phẩm thì vị trí ưu tiên luôn cho bạn đó luôn là gọi là vị trí giám đốc của sản phẩm. Tại vì sao? Đối với lại chuyện vận hành sản phẩm, họ đa phần đều là hoặc là mua hoặc là tự phát triển lên, thì cái người vận hành rất là quan trọng, và người có thể vận hành được chỉ có thể là những người có khả năng, có kỹ năng phân tích về dữ liệu. Đặc biệt nếu như bạn vừa có khả năng phân tích về dữ liệu mà bạn lại có cái chuyện được đào tạo về kiến thức kinh doanh nữa, nó lại là hai cái thứ rất là đắt giá cho cái chuyện làm vào cái vị trí vận hành sản phẩm. Ngoài ra nếu dụ các bạn thích làm ở một số cái mảng khác giống như về mảng cà phê hoặc là mảng fintech, nó đều có những vị trí ưu tiên cho các bạn. Tại vì hiện tại đa phần mảng fintech hiện tại ở Việt Nam thì phát triển khá mạnh và nhanh, và tất cả các doanh nghiệp đều có nhu cầu, tại vì thắng nhau là nhờ cái chuyện là có dữ liệu, không có dữ liệu, và chuyện đi trước đối thủ của mình một bước vào mặt phân tích dữ liệu kinh doanh, đó là một cái thế mạnh lớn mà nhu cầu của họ rất là nhiều. Còn thầy bảo sao ạ? Thầy có nghĩ rằng ở Việt Nam thì có nhiều cơ hội cho các bạn cử nhân tốt nghiệp chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh không ạ? Tôi nghĩ là cái ngành khoa học dữ liệu này, cả xã hội, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới là có nhu cầu rất là lớn. Năm 2012, cái tạp chí Business của trường Harvard có nói một câu mà rất nổi tiếng là Data scientist is the sexiest job of the 21st century. Là cái người làm khoa học dữ liệu là cái nghề mà hấp dẫn nhất của thế kỷ 21. Từ đấy là từ một cái cơ sở đào tạo hàng đầu trên thế giới, và cái đấy thật sự là có. Thế ở Việt Nam thì cái nhu cầu đấy cũng rất là lớn, tại vì câu chuyện là bây giờ chúng ta được biết là chúng ta chuyển sang cái thời đại kỷ nguyên số và thời chuyển đổi số, cho nên là bất kỳ cái ngành nghề nào, cái lĩnh vực nào thì cũng cái lượng dữ liệu rất là lớn và cần phân tích. Các bạn học phân tích dữ liệu kinh doanh thì tôi nghĩ là trước hết đây là một cái lĩnh vực tập trung vào ngành kinh doanh, và bạn có thể làm trong lĩnh vực liên quan đến kinh doanh thì riêng cái đấy rất là rộng rồi, nhưng nó còn mở rộng ra nữa là vì cái ngành khoa học dữ liệu nó gồm cơ bản là ba cái khối kiến thức: toán học, công nghệ thông tin và một cái lĩnh vực chuyên ngành nào đấy. Ở đây thì bạn tập trung vào lĩnh vực chuyên ngành là kinh doanh, nhưng mà có thể bạn còn có thể gặp những cơ hội khác, làm trong lĩnh vực về y tế, làm trong lĩnh vực giao thông, làm trong lĩnh vực xây dựng, vân vân, thì lĩnh vực nào cũng có nhu cầu. Như vậy tôi có thể khẳng định trước hết là trường kinh doanh là một cái lĩnh vực mà nó luôn luôn rất là thời sự, và lúc này nó đang cần nhu cầu rất là nhiều, nhưng nó còn mở ra thêm nữa. Trong kinh doanh thì chúng ta đều biết có câu chuyện là quản lý sản xuất, có câu chuyện về tài chính, có câu chuyện về marketing, có câu chuyện về quan hệ khách hàng, có câu chuyện về quản lý nhân sự. Đấy là những cái lĩnh vực cơ bản của kinh doanh. Thì tôi nghĩ là cái cơ hội này thật sự là có nhiều. Vâng, xin cảm ơn thầy. Thì với những chia sẻ đến từ giáo sư tiến sĩ khoa học của Thúy Bảo cũng là anh Hải Đăng đến từ doanh nghiệp Sterling, thì có lẽ là các bạn thí sinh và các bạn phụ huynh đã phần nào hiểu hơn được về những nhu cầu của xã hội đối với những bạn học tốt nghiệp chương trình của phân tích kinh doanh rồi. Câu hỏi tiếp theo mà các quốc tế hiện nay được nhiều bạn. Em chào thầy cô, em là nữ đang học ở Hà Nội, học vào khối D01. Tiếng Anh của em lại không được tốt, thì vậy em có thể học được chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh tại khoa quốc tế không ạ? Ừ, cái câu này thì sĩ Mai cũng giúp bạn trả lời được không ạ? Vâng, thì trước tiên là bạn nói không tốt thì cũng chưa biết, mình cũng chưa biết thực sự là em đang học ở cái mức độ nào, thì thầy nghĩ là có thể em cũng khiêm tốn đúng không? Nhưng mà nếu mà cứ tạm thời là với cái tự nhận xét về cái mức độ trình độ tiếng Anh của mình thì thầy có thể chia sẻ như sau. Ở khoa thì cái điều kiện tiếng Anh đầu vào đó là các em phải đạt tối thiểu là tương đương B2 thì các em sẽ đạt điểm dựa vào để học các cái học phần về ngành và chuyên ngành. Thế thì tuy nhiên là qua kinh nghiệm của khoa thì thấy là khoa hiện nay thì cũng đã tuyển thành công những bạn mà với cái mức độ tiếng Anh chưa được tốt lắm, cũng như theo cái chia sẻ của em đấy. Thế thì khoa có một cái chương trình gọi là chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị để xây dựng ra để giúp các em
có thể được ôn luyện để đạt cái trình độ để đi thi lấy bằng B2, đạt yêu cầu đầu vào. Và một điều kiện nữa đó là đủ cái trình độ để tham gia học tập tại khoa. Bởi vì như các em sẽ thấy rằng là chúng ta có cái chứng chỉ theo điều đầu vào, nhưng để học được các chương trình mà bằng tiếng Anh thì các em cần phải có kỹ năng khác. Đó là những cái kỹ năng để trong quá trình mình học về nói, viết, thuyết trình rồi tất cả kỹ năng khác. Thế thì đấy là cái chương trình để các em vào. Như vậy là các em cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng cái việc là mình có đạt được cái tiếng Anh không. Thì như cô Hoa lúc nãy cũng có chia sẻ đấy. Thế thì để mà có một cái ngưỡng để em hình dung ra thì Khoa cũng đã phân tích và nhận thấy là với các bạn với cái điểm tiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt ngưỡng từ 4 trở lên thì có thể tham gia các cái bắt đầu tham gia các cái chương trình ngoại ngữ tiếng Anh dự bị của Khoa và để đạt trình độ đúng cái thời gian theo cái mong muốn. Một chia sẻ nữa đó là các em tùy cái trình độ tiếng Anh của mình, khi chưa đạt B2 thì các em tham gia học, và trong quá trình học khi em đi tham gia các khóa học để lấy các cái kỳ thi để lấy chứng chỉ, thì khi có chứng chỉ xong thì các em sẽ được đăng ký ngay lập tức để vào các cái chương trình chính khóa. Nói thế thì các em thấy rằng là trong quá trình mình học B2 thì mình vẫn có thể đăng ký các môn học chung, tức là môn học chưa đòi hỏi có trình độ B2. Đấy là chia sẻ của các bạn. Vậy là đối với những bạn thí sinh vẫn còn lo lắng về khả năng tiếng Anh của mình thì khoa quốc tế luôn có chương trình tiếng Anh đào tạo tiếng Anh dự bị để chào đón các em. Câu hỏi tiếp theo có lẽ là hơi ngoài lề một chút, nhưng mà bạn thí sinh này rất là tha thiết được muốn được đặt câu hỏi này cùng với các vị khách mời chúng ta. Em thuộc dạng không được khéo lắm trong việc ăn nói và tiếng Anh cũng chưa được tốt, thì các thầy cô có thể tư vấn cho em một vài ngành phù hợp được không? Hiện tại thì em đang tìm hiểu và phân vân giữa hai ngành là ngành marketing và phân tích dữ liệu kinh doanh, thì chị Hoa có thể giúp bạn tư vấn thêm về ngành marketing cũng như phân tích dữ liệu kinh doanh. Cái dữ liệu chủ yếu của bạn ở đây là không khéo ăn nói, đúng không? Và tiếng Anh thì cũng chưa tự tin, đúng không? Nhưng mà bây giờ bạn ấy đang thích giữa hai cái là ngành marketing và phân tích dữ liệu kinh doanh. Thì thực ra là như vậy thì hơi thiếu thông tin để chúng tôi có thể đưa ra được một lời khuyên. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là bạn nên tự tìm câu trả lời cho mình bằng cách là bạn phải trả lời thêm một số câu hỏi nữa trước khi bạn đi đến kết luận. Cụ thể là thứ nhất là cái thiên hướng của các bạn. Thực ra là cái việc không khéo ăn nói ấy, thì nó là kỹ năng, và kỹ năng thì chúng ta cứ làm thật nhiều thì chúng ta sẽ giỏi hơn. Không chỉ riêng trong hai ngành đâu mà rất nhiều công việc khác, khi chúng ta bước chân vào thị trường lao động bắt buộc chúng ta phải giao tiếp với mọi người thì chúng ta sẽ cần phải có cái kỹ năng giao tiếp tốt. Cái thứ hai nữa là giữa hai ngành marketing và ngành phân tích dữ liệu kinh doanh nó cũng có một cái sự khác biệt nhất định. Tôi nghĩ rằng là như thầy Bảo đã giải thích rất là tận tình và chi tiết ở phần trên, thì các em cũng biết được rằng là nó có những cái khối kiến thức nhất định là đòi hỏi các bạn phải học, là các bạn cần phải học toán, các bạn cần phải học về toán thống kê này, rồi công nghệ thông tin này, khoa học dữ liệu này, và các bạn học một phần nữa là về kiến thức kinh doanh. Thế còn trong cái môn marketing, để mà các bạn học marketing thì các bạn cũng có một số những cái kiến thức toán nhất định, nhưng tôi nghĩ rằng là nó sẽ không được nặng, và cái số tín chỉ, số thời lượng môn học đấy nó sẽ không yêu cầu nhiều như là trong ngành phân tích dữ liệu kinh doanh. Cơ hội nghề nghiệp của hai ngành này nó có thể có những sự giao thoa nhất định, giống như là có những người làm trong marketing nhưng lại hiểu sâu về con số và có thể đưa ra những cái kiến thức về nhận định liên quan đến chuyên môn là phân tích dữ liệu kinh doanh trong cái lĩnh vực marketing, quảng cáo hay truyền thông, để giúp cho doanh nghiệp mình, đơn vị của mình ra được những cái quyết sách về kinh doanh chính xác. Vì thế cho nên là có lẽ rằng tôi gợi ý là bạn thử làm một cái trắc nghiệm hướng nghiệp trên trang hướng nghiệp khoa quốc tế.vn của khoa quốc tế để có thêm gợi ý cho mình về việc là thứ nhất là cái thiên hướng ngành nghề và tính cách của mình phù hợp với cái nào. Thứ hai là bạn hãy đọc kỹ cái khung chương trình, danh mục môn học của hai chương trình này để có thêm cái hình dung là thì cái chương trình nào nó sẽ giúp mình phát huy được thế mạnh của bản thân và hạn chế tối đa cái việc phải dùng đến sở đoản của mình. Và sau đó nếu như bạn vẫn có cái thắc mắc hoặc là quan tâm muốn được tư vấn thêm thì hãy liên hệ với khoa quốc tế qua các kênh số hotline của chúng tôi, hoặc là inbox với lại fanpage khoa quốc tế, hoặc là nhấn nút đăng ký vào phòng đăng ký trên website tuyển sinh.khoa quốc tế.vn.
các thầy cô của khoa quốc tế luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp bạn có cái thêm thông tin về từng ngành nghề để có được quyết định chính xác cho mình. Xin cảm ơn bạn. Chị Hoa đã cho thí sinh chúng ta một câu trả lời rất là chi tiết, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo được gửi đến khoa quốc tế, được gửi về cho giáo sư Tú Đào ạ. Ngoài bằng cử nhân phân tích dữ liệu kinh doanh ra thì em có cần phải học thêm kiến thức gì ở bên ngoài để dễ xin việc hơn không? Giống như các bạn kế toán thì hay đi học thêm chứng chỉ nghề kế toán chẳng hạn. Câu này rất là xa đúng không ạ? Tôi nghĩ là sẽ nhiều người cũng có thể trả lời. Nhưng tôi nghĩ là đầu tiên là học cho thật giỏi. Nếu học thì học cho thật tốt cái môn kiến thức kinh doanh, tại vì như vậy là bạn sẽ học một cái lượng kiến thức nhiều và nó là rất là mới, nó là tổ hợp của rất nhiều lĩnh vực. Thì bạn phấn đấu trong 4 năm đấy, học tốt cái đấy và đặc biệt là giỏi thêm tiếng Anh nữa. Thì sau đấy ra trường là tôi nghĩ đây là cái hành trang ban đầu rất là quý. Thế còn đương nhiên là cái thời bây giờ, tức là học ở đây thì ai cũng phải xác định là mình sẽ phải học liên tục, học trên đường dài. Thì có thể trong cái thực tế làm việc bạn sẽ cần phải học thêm. Ví dụ nếu là bạn học trong kinh doanh thì kể bạn làm phân tích dữ liệu trong kinh doanh thì kể về sau làm trong một cái chỗ nào đấy bạn phải học thêm kiến thức ở đấy. Hay là bạn làm trong một cái lĩnh vực khác thì bạn phải tiếp tục học thêm kiến thức khác. Tôi cho là trong lúc học thì nên tập trung vào chương trình chính, chưa cần phải chuẩn bị thêm gì. Riêng học được tốt cái chương trình này thì đã là rất là quý rồi. Câu hỏi tiếp theo mà khoa quốc tế nhận được hiện nay chính là ai cũng nói tiếng Anh là rất là cần thiết, nhưng mà tiếng Anh được sử dụng như thế nào khi làm việc trong nghề phân tích dữ liệu? Thì cơ đối với câu hỏi này thì xin được dành cho anh Hải ạ. Vâng, cái chuyện tiếng Anh nó là chuyện mặc định. Nếu mà mình nói một cách đơn giản đi, cái ngành khoa dữ liệu hay là ngành phân tích dữ liệu kinh doanh, tôi phân tích dữ liệu kinh doanh này, đa phần tất cả các tài liệu đều là tiếng Anh cả. Và nếu như mà để cho các bạn có thể chờ được cái chuyện gọi là có một cái phiên bản được dịch lại bằng tiếng Việt thì các bạn phải mất từ 6 đến 6 tháng cho tới 1 năm. Và dẫn đến là lượng kiến thức các bạn thu nhập được trễ so với lại những người có khả năng đọc hiểu tiếng Anh từ 6 tháng cho tới 1 năm. Mà trong chuyện mà cạnh tranh hay là chuyện xin việc hoặc là chuyện kiến thức mà bạn trễ so với người ta 6 tháng là 1 năm là thua rồi. Vì vậy là phải lúc nào cũng phải trau dồi cái tiếng Anh của mình. Mà không cần phải là quá mức nghiêm trọng tới mức là em phải là nói giỏi nghe giỏi đâu, không, chỉ cần đọc hiểu là trước là được rồi. Rồi sau đó trong quá trình thăng tiến của bạn, trong sự người ta kiếm tiếng của bạn phải phát triển thêm các kỹ năng khác, chỉ cần đọc hiểu tốt tiếng Anh là được rồi. Nhưng mà đừng có quá trễ so với lại người khác, dễ bị lạc hậu lắm. Cảm ơn. Vậy thì có kỹ năng tiếng Anh là một lợi thế không ạ? Các bạn có thể xin được làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu. Và câu hỏi tiếp theo mà khoa quốc tế nhận được ạ. Năm nay em học lớp 12 và mới thi vào ngành phân tích dữ liệu kinh doanh, nhưng em đang phân vân vì em học các môn toán lại chưa được tốt cho lắm. Thì thầy cô có thể tư vấn giúp em rằng đối với một người chưa giỏi những môn toán thì có thể học ngành này không ạ? Thì em xin mời thầy bạn giúp ạ. Thì rất nhiều người sợ toán. Và bây giờ thì cái chương trình đào tạo toán học đang muốn được thay đổi. Mình nói một cách nôm na thì chúng tôi cứ nghĩ là sau nhiều năm chúng ta đã dạy toán theo kiểu cho người làm toán, mà đáng nghĩa chúng ta phải dạy toán cho người dùng toán. Thế thì có thể nói là những cái chương trình phân tích kinh doanh dữ liệu này nói chung và phân tích trong kinh doanh thì bạn sẽ học cách sử dụng toán. Bạn không phải lo chứng minh hay là một sự phức tạp, nhưng sẽ phải cố gắng hiểu về những khái niệm của toán học, nó nằm trong dữ liệu như thế nào, và sau đấy thì dùng những cái phần mềm đã có sẵn để phân tích cái tập dữ liệu. Thì cái rất quan trọng là hiểu được cái khái niệm và gắn được những cái khái niệm đấy vào những cái lĩnh vực cụ thể, cái câu chuyện kinh doanh ở trong từng lĩnh vực cụ thể. Thì tôi có thể nói là cũng đòi hỏi phải sự phấn đấu. Nhưng tôi nghĩ là những người học toán ở phổ thông ở cái mức từ trung bình khá trở lên là hoàn toàn có thể học được phân tích dữ liệu kinh doanh. Và đặc biệt cái cách dạy ở đây thì các thầy cô sẽ cố gắng thay đổi. Em học được môn toán, ngược lại vợ ngược lại. Em thích ngành này nhưng bố mẹ em lại nói là con gái mà học ngành này thì sẽ làm việc nhiều về máy tính, khô khan và vất vả nên là không ủng hộ em theo đuổi ngành này. Vậy thì bố mẹ em nói như vậy có đúng không ạ? Thế thì xin mời thầy Bảo trả lời cho bạn. Tôi nghĩ là phân tích dữ liệu trong kinh doanh là một ngành mới. Nếu mà bạn hoàn toàn chỉ làm phân tích dữ liệu như cái nghề data scientist
thì có thể bạn sẽ phải làm việc trên máy tính hơi nhiều hơn bình thường. Như đây lại là phân tích dữ liệu trong kinh doanh, thì cái phần giao tiếp với bên ngoài trong cái lĩnh vực về kinh doanh như những lĩnh vực về marketing, về quan hệ khách hàng nó rất là nhiều, và nó là theo tôi nó là một cái khá hài hòa. Và kể cả những người làm việc học tốt nghiệp xong phân tích dữ liệu trong kinh doanh thì cái sắc thái làm việc của mỗi người sẽ mỗi khác, nhưng có điều chắc chắn là nó không khô khan như toán học. Của bản thân toán học thật ra cũng không khô khan như ngành học toán học máy tính. Thì tôi nghĩ là nữ học trong cái ngành này tôi cho là phù hợp. Hiện nay trong cái chỗ chúng tôi đào tạo trong viện Trung Phân Hoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì cái số các bạn nữ bao giờ cũng chiếm khoảng 1/3, và các bạn ra đi làm thì tôi thấy rất là vui vẻ. Ở khoa quốc tế thì tôi nghĩ là số sinh viên nữ trong tôi quan sát thì còn nhiều hơn nữa, khi còn nhiều hơn nam. Vâng, xin cảm ơn thầy. Vậy còn anh đang ạ, anh có suy nghĩ gì về quan điểm là ngành phân tích dữ liệu kinh doanh rất khô khan không phù hợp với cả các bạn nữ ạ? Thật sự thì nếu chỉ là phân tích dữ liệu thì nó hơi bị khô, nhưng mà thật sự đây là ngành phân tích dữ liệu kinh doanh. Có nghĩa là bạn phân tích dữ liệu để ra một cái phương thức nó về câu chuyện kinh doanh. Có nghĩa là bạn đã có mindset trong đầu là sẽ là về làm về kinh doanh rồi. Rồi bạn phải nói được câu chuyện cho sếp mình, hoặc là nói cho câu chuyện chính bản thân mình sẽ ra những quyết định nào. Tôi nghĩ là câu chuyện hoàn toàn không khô khan. Và một đặc tính của những bạn nữ rất phù hợp cho những ngành này là gì? Các bạn nó rất là cẩn thận. Nếu mà giữa một bạn nam phân tích dữ liệu kinh doanh, một bạn nữ phân tích dữ liệu kinh doanh, thì có vẻ như là nếu mà bạn nữ nó gửi kết quả cho mình thì mình sẽ tin tưởng hơn là bạn nam. Tại vì sao? Tại bạn nữ đặc tính bạn là tỉ mẩn và cẩn thận hơn nhiều. Còn mấy bạn kia thì kỹ năng rất là giỏi, nhưng mà thường thường nhanh giỏi thì nó dễ bị thiếu sót dữ lắm. Bây giờ thì bạn nữ làm trong ngành này thì nó sẽ có một ưu điểm thôi, tại vì rất là tỉ mẩn. Thế anh đang xin phép được hỏi anh là không biết là ở các doanh nghiệp mà anh đã từng quản lý và trải qua ở trong cái lĩnh vực phân tích dữ liệu kinh doanh thì cái tỷ lệ mà cán bộ, tỷ lệ người các bạn tỷ lệ giới tính đó, đúng không? Đúng rồi ạ. Thì khoảng chừng nếu như mà phía ở công ty Sealing á thì là số lượng những bạn đó là chiếm nữ khoảng chừng chiếm 60%, nam còn lại 40%. Và nữ là chuyên về câu chuyện là nói chuyện phân tích và chuyện về thiết thực hơn, còn những bạn nam thì đa phần là những bạn về thiên về phía kỹ thuật thì người khô khan là chính là những bạn nam đó, khô khan hơn thì nói thì ít thôi, mà tại vì họ làm việc về kỹ thuật nhiều mà. Thế mình thêm một câu nữa. Theo kinh nghiệm và thực tế của tôi thì cái ngành phân tích dữ liệu là một cái ngành sau khi phân tích được dữ liệu thì phải thuyết phục được cái người dùng tin vào kết quả đấy. Nên thật sự là cái kỹ năng về thuyết phục người khác tin vào cái thứ mình phân tích ra được là rất là quan trọng. Và cái việc đấy nó hoàn toàn không khô khan gì cả, nó đòi hỏi rèn luyện những kỹ năng. Và đặc biệt thì đương nhiên là các bạn cũng có thể hình dung là con gái thì thường là nó khám con trai. Thì không biết là về mặt thăng tiến thì sao nhỉ? Em cũng khá tò mò về các bạn khi mà các bạn làm thì thường cũng có một mục tiêu về nghề nghiệp. Không biết là cái việc mà các bạn phát triển chuyên môn trong nghề nghiệp cũng như là phát triển về cái vị trí làm việc thì của các bạn nữ thì có được thuận lợi hay không ạ? Về chuyện thăng tiến thì đối với là phi về xét về phía mặt doanh nghiệp thôi, về phía siêu linh cho tới hiện tại là không có sự rào cản nào về chuyện giới tính trong chuyện thăng tiến. Nếu như bạn làm tốt, các bạn làm nhanh, các bạn làm giỏi thì các bạn cứ đi lên thôi, tại vì các bạn đi lên vị trí đó thì sếp các bạn đã đi thêm một vị trí rồi, hoặc là sếp các bạn có thêm một người đồng hành để cùng đi chung với mình. Nó sẽ không có sự cạnh tranh là tôi phải giữ vị trí này, mọi người mà về mặt cái doanh nghiệp thì có doanh nghiệp khá trẻ nên cái chuyện là bạn nào giỏi thì bạn nên đi lên, và cái bạn sếp bạn nó lại có thêm một người đồng nghiệp ngang hàng với mình là cả hai cùng đi nhanh hơn nữa thì chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi. Và chuyện thăng tiến là chuyện rất trong nhánh nghề này thì đang nghĩ là đi rất là nhanh. Tại vì sao? Tại vì quyết định của bạn ảnh hưởng đến nguồn thu của doanh nghiệp rất là nhiều, nó sẽ khác hơn chuyện đó. Vậy thì đối với các bạn nữ mà quan tâm đến ngành phân tích dữ liệu kinh doanh thì các em không cần lo sự khô khan, thậm chí là mình còn có những cái lợi thế so với các bạn nam khi làm việc trong lĩnh vực này và cũng có những cái cơ hội thăng tiến ngang bằng, không có gì là chúng ta phải quá lo về giới tính cả. Câu hỏi tiếp theo mà khoa quốc tế nhận được là về chứng chỉ tiếng Anh. Các bạn ấy đặt câu hỏi rằng là em có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5, vậy
thì có được xét vào dạng xét tuyển thẳng vào chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh tại khoa quốc tế không? Thì đối với câu hỏi này xin phép được nhờ thầy Mai Anh trả lời giúp bạn thí sinh ạ. Trước tiên thì xin chia sẻ này với như tôi đã nói là ở khoa thì là rất là khuyến khích các bạn mà đã có những chứng chỉ tiếng Anh để vào khoa quốc tế, đặc biệt chứng chỉ quốc tế. Thì với chứng chỉ IELTS thì các bạn có thứ nhất là cái quy điều điểm của các em ra thì các em đã được để chứng nhận điểm tương đương để tính cái điểm xét tuyển vào khoa. Đấy là cái thứ nhất. Thì ngoài ra thì trong chính sách của khoa cũng có những chính sách học bổng theo từng năm. Ở đây với chính sách học bổng và IELTS 6.5 thì các bạn cũng đã có bắt đầu có cơ hội để được nộp hồ sơ, được xét tuyển để nhận học bổng của khoa. Thì về mặt chi tiết về học bổng thì các bạn sẽ có thể tham khảo thêm ở trên trang web của khoa quốc tế và trang khoa quốc tế chính thức thì có những thông tin học bổng rất chi tiết về những cái chính sách của khoa. Thì thầy xin nhắc lại là khoa sẽ rất là khuyến khích cái việc các bạn có chứng chỉ quốc tế ngay từ đầu năm học thì các bạn có thể trực tiếp tham gia và có những cái cơ hội học bổng. Xin cảm ơn thầy Mai Anh ạ. Câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được của các bạn thí sinh là ngoài khi vào học tại khoa quốc tế thì chúng em có những sự hỗ trợ gì từ cái khoa trong việc tìm kiếm phát triển kỹ năng mềm cũng như là tìm kiếm những cơ hội thực tập làm việc của các doanh nghiệp bên ngoài không? Thì câu hỏi này xin được chị Hoa trả lời giúp. Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một điều mà khoa quốc tế rất là trăn trở, là làm sao để giúp các bạn sinh viên tránh được cái nhìn nhận của xã hội hiện nay là sinh viên là tạo ra trường là rất là thiếu kỹ năng thực hành, thiếu kỹ năng mềm, doanh nghiệp phải đào tạo lại, vân vân. Thì trong nhiều năm qua chúng tôi đã dày công phát triển cái chương trình đào tạo kỹ năng mềm và phối hợp cùng với lại thực ra cái chương trình kỹ năng của chúng tôi thì nó gồm có 3 cái cấu phần chính chúng tôi cố gắng đào tạo cho các bạn, kể cả về kỹ năng học tập. Không phải là các bạn cứ đi học là các bạn đã đi học 12 năm phổ thông là các bạn đã có kỹ năng học tập đâu. Chúng tôi phải đào tạo chung cho các bạn cả kỹ năng học tập, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc. Ngoài ra thì tôi phối hợp cùng với các doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh. Thứ nhất là các cái mời các chuyên gia giảng ngay trong các cái thời lượng chương trình giảng dạy để mà các bạn tích hợp cái góc nhìn của doanh nghiệp vào trong cái bài giảng, nó không chỉ là lý thuyết nữa. Thứ hai nữa là chúng tôi có những cái sự kiện có sự tham gia của những doanh nghiệp như là ngày hội việc làm để mà các bạn được tiếp xúc trực tiếp cùng với lại doanh nghiệp và không giới hạn là phải là sinh viên năm cuối. Rất nhiều sinh viên khoa quốc tế tham dự cái ngày hội việc làm khoa quốc tế ngay từ khi các bạn làm năm thứ nhất và các bạn ấy đã có cái việc làm hoặc đi làm thực tập từ năm thứ nhất, kể cả ở những cái đơn vị nhìn ngoài thì tưởng là cái việc tuyển dụng là rất là khó khăn. Thứ hai nữa là chúng tôi có những workshop mà phối hợp cùng với lại doanh nghiệp để mà có thể kết hợp được. Về phía doanh nghiệp cũng rất nhiều đơn vị mà mong muốn là có nhu cầu tuyển dụng được nhân sự, và hiện nay do cũng như anh đang đã nói đấy, doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân lực tốt, và họ đã đi rất là sâu sát cùng với các trường ngay từ lúc là săn tìm những cái ứng viên phù hợp với mình và sẵn sàng phối hợp cùng với khoa đào tạo tại cơ quan doanh nghiệp mình ngay từ khi các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Thì một vài những cái ví dụ như vậy để các bạn thấy rằng là nếu như các bạn lựa chọn học tập tại khoa quốc tế thì lại rất yên tâm là cái môi trường để các bạn phát triển, kể cả về kiến thức chuyên môn cũng như là các cái kỹ năng, như là có cái hình dung hiểu biết thực tế về yêu cầu công việc của mình là rất nhiều. Chỉ có điều là bạn nào sẽ là bạn mà tận dụng được tốt nhất những cái yếu tố thuận lợi đó để thực sự là biến tất cả trở thành sức mạnh của mình, trở thành cái giá trị nổi trội của mình khi mà mình tốt nghiệp và mình tham gia chính thức vào thị trường việc làm rất là cạnh tranh hiện nay. Vâng, xin cảm ơn chị. Hôm nay thì khoa quốc tế có rất nhiều dịch vụ dành cho sinh viên để giúp các em phát triển kỹ năng mềm cũng như là những cơ hội hoạt động sự kiện để các em có thể kết nối các em với doanh nghiệp sẵn sàng cho cái cơ hội sau này của mình. Câu hỏi tiếp theo mà khoa quốc tế nhận được từ các bạn thí sinh: nhà phân tích dữ liệu có phải là nhà khoa học dữ liệu không ạ? Nếu mà khác thì khác như thế nào ạ? Xin mời thầy Hồ Quý Bảo giúp bạn giải thích về câu hỏi này ạ.
Tôi nghĩ là nếu nói với cái người lao động thì có thể cái người làm phân tích dữ liệu, như bạn gọi là nhà phân tích dữ liệu, là người lo phân tích những cái tập dữ liệu thật trong những công việc của cuộc sống gắn với những cái ứng dụng thực tế, thì cái đó là cái chính. Thế còn nhà khoa học dữ liệu thì là một nhà khoa học, thì cái nhiệm vụ chính là phải nghĩ ra những cái phương pháp mới và chế ra những cái thứ mới để cho người khác dùng. Thì có thể nói cơ bản rồi, người là dùng cho thật giỏi những thứ người ta chế ra để trong phân tích dữ liệu cho những cái nhu cầu của thực tế. Thế còn một người thì phải lo về chuyện chế ra những cái thứ đấy cho người khác dùng. Một câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được từ các bạn sinh, những yêu cầu cơ bản của sinh viên mới ra trường khi đi làm là gì ạ? Nhìn từ góc độ của nhà tuyển dụng thì anh đang có thể chia sẻ các bạn sinh viên yêu cầu với các bạn sinh viên tốt nghiệp khi đi xin việc ạ? Tức là trong cái lĩnh vực trong phân tích dữ liệu này thì mặc định đối với ví dụ mà bạn là một bạn sinh viên tốt nghiệp ra từ khoa quốc tế chuyên ngành phân tích dữ liệu thì bạn đã đạt được 50% yêu cầu của doanh nghiệp. Đó là thứ nhất là các bạn được đào tạo bằng tiếng Anh, là đạt được 50% yêu cầu của doanh nghiệp. Là tại vì phía Sterling có rất là nhiều đối tác ở Mỹ và Âu để mà có thể làm việc được với lại những người đó, thì mặc định mình sẽ phải nói được tiếng Anh, đã đạt được 50% rồi. Rồi câu chuyện lại kế tiếp là gì? Thì các bạn đừng có quá tự ti, tại vì đang thấy nhiều cái CV của bạn rất là tốt, và có nghĩa là bạn tốt nghiệp lại giỏi lại xuất sắc, nhưng mà các bạn lại quá tự ti của mình, lại xem nhẹ bản thân mình, dẫn đến khi vào phỏng vấn thì các bạn không chém gió mạnh như lúc mà ngồi nói chuyện với bạn bè của mình được. Thì các bạn bớt hai cái chuyện đó là mặc định là các bạn đã đạt được khoảng chừng 60-70% rồi. Còn vướng lại lên còn lại là vấn đề về chuyên môn. Thì trước khi đi đến doanh nghiệp thì các bạn phải biết doanh nghiệp đó là cái gì. Đặc biệt là gì? Bạn tốt nghiệp ngành phân tích dữ liệu kinh doanh mà, thì bạn phải đọc được profile của công ty, các bạn phải biết được công ty đó như thế nào, người làm như công ty như thế nào, ít nhất là những người chủ công ty đó như thế nào, là những người sếp của mình đó như thế nào, bằng cái kỹ năng của mình học trong trường đó, ứng dụng liền đi, rồi đi vào trong cái phòng phỏng vấn và nói cho tôi biết, em biết anh là ai rồi, em biết công ty mình là ai rồi, em muốn tham gia vào cái quá trình phát triển công ty. Như vậy là bạn đã đạt rồi. Đừng thụ động. Nói chung là học ngành này và tốt nghiệp ngành này thì đừng bao giờ thụ động. Và đặc biệt là các bạn đang có trong tay rất là nhiều cái kỹ năng được đào tạo rồi, thì đối sử dụng kỹ năng đó cho công việc xin việc của mình là thể hiện là mình là người đã đủ điều kiện cho cái yêu cầu của công việc. Vậy thì các bạn thí sinh, nếu chúng ta phải tự tin và chủ động để có thể tự mở lên cơ hội cho mình sau khi tốt nghiệp ngành phân tích dữ liệu kinh doanh. Câu hỏi tiếp theo mà khoa quốc tế nhận được là chương trình tiếng Anh dự bị kéo dài trong bao lâu? Sau khi học chương trình xong thì có đảm bảo em có đủ khả năng tiếng Anh để học chuyên ngành không? Thì đối với câu hỏi này xin được dành cho thầy Mai Anh ạ. Rồi, thế chia sẻ các bạn. Đối với để nói về chương trình tiếng Anh đào tạo tiếng Anh dự bị và nó gắn kết với cái ngành học này của các bạn, thì chương trình sẽ thiết kế cho các bạn là học tối đa trong vòng 2 năm, tức là các bạn có cái thời gian tối đa để học 2 năm. Thì sau đó thì các bạn, thì vì là thiết kế chương trình phân tích dữ liệu kinh doanh là 4 năm, tuy nhiên các bạn có 2 năm để có thể học thêm 2 năm để lấy được cái bằng này. Thế thì chương trình tiếng Anh được thiết kế ra với mục tiêu là rút ngắn làm sao các bạn có tiếng Anh cá nhân tốt. Mục tiêu của chúng tôi là chỉ trong vòng tối đa 1 năm, và đấy là yêu cầu bắt buộc, là các bạn đã phải có được chứng chỉ B2. Đấy là cái, từ đây theo thống kê của chương trình, các chương trình và quá trình đào tạo, thì trong 1 năm với các bạn, với cái điều kiện đầu vào thì các bạn có thể có đủ điều kiện để thi chứng chỉ B2. Thì đây là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là với chương trình tiếng Anh dự bị thì các bạn có thể được phép là dừng học tiếng Anh dự bị ngay khi các bạn có chứng chỉ B2. Tức là trong quá trình học thì khoa sẽ, các bạn sẽ có thể được đăng ký những cái đợt thi lấy chứng chỉ của các trường trong tại Việt Nam, và các bạn thi lấy chứng chỉ. Nếu các bạn có chứng chỉ thì các bạn dừng học và các bạn sẽ vào học chính thức. Thì đấy là cái điểm thứ nhất để mình chia sẻ. Điểm chia sẻ thứ hai là việc thiết kế chương trình tiếng Anh dự bị được thiết kế làm 5 cấp độ. Tức là khi các bạn đăng ký được xét tuyển vào khoa thì các bạn sẽ tham gia cái đợt gọi là chia theo cấp độ để phân cấp.
cái trình độ tiếng Anh của các bạn theo từng cấp độ. Thế thì ví dụ các bạn vào cấp độ 1 hoặc các bạn đã tốt tiếng Anh thì các bạn vào cấp độ 5 để các bạn chuẩn bị thi chứng chỉ. Thì đấy là cái quá trình học, như vậy là các bạn được dừng bất kỳ thời điểm nào khi mà có chứng chỉ. Và ở 5 cấp độ đó, khi bạn đạt 5 cấp tức độ, tức là theo thiết kế là các bạn đã đủ trình độ để thi lấy chứng chỉ B2. Ngoài ra một điểm nữa là các bạn bảo là có chắc chắn không ạ? Thì thầy cũng chia sẻ là cũng không phải 100% các bạn sẽ có B2 sau khi học 5 cấp độ. Cho nên 5 cấp độ là trong 1 năm đấy các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là trong quá trình học thì nó lại phụ thuộc vào chính các bạn. Các bạn có tham gia đầy đủ trên lớp hay không? Các bạn có chịu khó làm hết bài tập hay không? Các bạn có chịu khó tham gia những buổi nói chuyện để luyện tiếng Anh nói của mình không? Các bạn có làm đầy đủ ngữ pháp không? Thì đấy là cái thành công tuyệt đối mà như cái niềm tin các bạn thì phụ thuộc vào chính các bạn. Thì khoa quốc tế với kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh thì cũng đã xây dựng cái chương trình như vậy, và rất mong là khi các bạn tham gia thì các bạn tham gia theo đúng cái quy định và những yêu cầu, thì thầy tin là các bạn sẽ có chứng chỉ B2 theo mong muốn và với thời gian ngắn nhất để học cái khoa. Xin cảm ơn thầy Mai Anh đã chia sẻ rất là chi tiết về chương trình đánh giá khoa quốc tế. Câu hỏi tiếp theo từ một bạn thí sinh vẫn rất còn mông lung về việc chọn ngành của mình, thì bạn mong muốn là các thầy cô chia sẻ một bí kíp gì đó để bạn biết mình nên bắt đầu từ đâu để xác định được ngành học của mình. Đối với câu hỏi này thì câu hỏi này quả thực là rất là khó đấy nhỉ. Hơi khó là bạn mông lung và bây giờ bạn muốn nghe lời khuyên là đến bắt đầu từ đâu. Tôi xin chia sẻ từ quan điểm của mình, cũng khá khá một năm là tiếp xúc và tư vấn với lại các em thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Có hai luồng quan điểm. Phụ huynh thì hay là bắt đầu bằng cách là nghề của bố mẹ là như thế này thì các con nên học theo nghề này để sau này bố mẹ có thể hỗ trợ nhiều. Đấy cũng là một cái căn cứ mà khá nhiều gia đình hiện nay đang áp dụng. Thế còn các em thí sinh thì thường hay bắt đầu từ cái cạnh là mình học được theo khối gì là khả năng là điểm cao nhất. Học như thế thì khả năng là đỗ được vào trường nào, thế là đi học trường đó đã. Rồi sau đó cái chuyện là nghề gì thì sẽ tính sau. Thế thì qua nhiều năm thì chúng tôi cũng sau đấy quan sát theo sát cùng với các em thì chúng tôi thấy nhận thấy rằng là cũng khá nhiều em là không hài lòng, không hạnh phúc với lại cái lựa chọn ban đầu của mình, và có khi là đã đến năm thứ hai, năm thứ ba rồi thì lại xin chuyển ngành. Mà hiện nay thì cái việc xin chuyển ngành nó còn khá khó. Tương lai sau này thì trong Đại học Quốc gia Hà Nội đang phát triển và sẽ sớm xây dựng cái khung chương trình đào tạo tương đương và cho phép các bạn được có thể là chuyển ngành nếu như mà khung danh mục môn học là nó tương đương nhau. Nhưng hiện nay thì vẫn việc đó là vẫn chưa thể áp dụng được ngay. Thì việc các bạn có thể gọi là chuyển ngang như thế rất là khó, và nếu như bạn sai và bạn quyết tâm thì chỉ có cách là làm lại từ đầu. Và như vậy thì nó là một cái sự lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc khá là lớn của bản thân, của gia đình và của xã hội. Chúng tôi thật sự khuyên rằng là các bạn hãy nghiêm túc nhìn nhận về trên góc độ là hướng nghiệp, tức là bắt đầu không bao giờ là quá muộn, kể cả bây giờ chúng ta đã sắp đến cái bước là phải đăng ký nguyện vọng rồi, thì bạn hãy cứ bình tĩnh và nhìn nhận lại là để hiểu về bản thân mình hiện nay mình đang có cái thế mạnh là cái gì, tính cách mong muốn của bản thân ra làm sao. Đấy là cái thứ nhất, ít nhất là hiểu cái sơ khai là mình có một vài cái định hướng là thích cái gì. Sau đó chúng ta thử tìm hiểu là những cái hướng đó, những cái công việc đó, giống như là các bạn đang ngồi trước màn hình máy tính bây giờ để theo dõi xem là cái ngành phân tích dữ liệu kinh doanh nó là như thế nào, nó phù hợp với ai, nó đòi hỏi những cái gì, thì các bạn hãy tìm hiểu xung quanh những cái lựa chọn, một số những cái lựa chọn mà các bạn thích, để các bạn hiểu rõ hơn là có thể hình dung của mình trước đây là như thế nên mình thích, nhưng mà thực ra nó là như thế này chẳng hạn, để mà mình có một cái hình dung chính xác hơn. Và tiếp theo nữa, bạn cũng có thể có sự trợ giúp không quá là tốn kém chi phí gì cho bản thân bằng cách là làm một số những cái trắc nghiệm như tôi có nói ở phía trên. Ví dụ như ở khoa quốc tế thì cũng có một cái giới thiệu một cái nền tảng web và app để các bạn có thể trắc nghiệm hướng nghiệp được ở mức độ đơn giản, xem là bạn thuộc khuynh hướng nào, và có một số nhóm nghề nghiệp giới thiệu cho các bạn.
Ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái trắc nghiệm khác đã được thừa nhận và được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong việc là giúp thí sinh có thể nhận được hướng nghiệp của bản thân. Đấy là sự khởi đầu mà rất là bài bản. Thế còn cái đấy là để giúp bạn có thêm thông tin để cùng trao đổi với gia đình, có thêm cái sự đồng cảm, có sự thống nhất trong gia đình về chuyện là con nên chọn ngành học gì và cái ngành học đó đòi hỏi như thế nào. Bố mẹ sẽ giúp bạn đưa ra thêm lời khuyên, thêm nhận định là cái thông tin bạn tìm hiểu đã đủ hay chưa, có cần phải bổ sung thêm gì không, hoặc là cái chương trình bạn thích thì ví dụ như là cần học bằng tiếng Anh, cần đầu tư thêm, hay là cần phải đóng học phí như thế này như thế kia chẳng hạn, thì hay là cần phải đi học xa chẳng hạn là như thế, thì gia đình có thể hỗ trợ được hay không. Tôi tin rằng là nếu như mà cái quyết định nó không phải là sự ép buộc từ một phía nào cả, và thứ hai nữa nó không phải là một quyết định bốc đồng dựa trên một cái rất là cảm tính, thì cái tính chính xác và của cái quyết định đó nó sẽ cao hơn, và nó cũng sẽ giúp bạn là tiết kiệm được cái thời gian lộ trình để về sau mình đi được đến cái đích mà mình mong muốn. Hy vọng rằng là câu trả lời của tôi có thể giúp được bạn phần nào. Thầy xin bật mí với các em một chút là cô Thanh Hoa cũng vừa chia sẻ với em về các cái cách thức để các em biết được là mình sẽ chọn ngành nào. Thì khoa ấy, thì có một cái hệ thống mà chúng tôi cũng rất tự hào, đó là hệ thống tư vấn cho hướng nghiệp cho các em sinh viên và đặc biệt các em thí sinh mới vào. Thì thầy cũng là một trong thành viên mà khi tham gia các phỏng vấn các em ấy, thì cũng gặp các em là thậm chí các em đã học hết 2 năm ở trường ngoài rồi thì lại vào ở khoa để tham gia, bảo bởi vì em chọn nhầm, bởi vì em lựa chọn do quyết định nọ cho những kia. Vậy thì thầy có lời khuyên là cũng như chính là khởi nguồn và cái mục tiêu của chương trình này ấy, là các em đầu tiên hãy thử nghiệm được là mình thu thập tất cả các dữ liệu, đúng không? Thu thập các dữ liệu và từ các nguồn khác nhau, như cô Hoa nói, từ gia đình, bạn bè, nhưng đầu tiên hãy tự hỏi cho chính mình là mình thích làm gì, mình thích trở thành gì trong tương lai, đúng không? Các bạn muốn làm nghề gì? Rồi sau đó thì thế mạnh, điểm yếu của mình là ra sao? Và sau đó các bạn hãy chịu khó và dành thời gian thời này, bởi vì thầy nghĩ đây là thời gian rất là quan trọng để mình tìm hiểu về nó, tìm hiểu các chuyên gia, tìm hiểu từ trường và khoa quốc tế, có một đội ngũ các thầy cô sẽ tư vấn cho các em, cho đến trực tiếp qua và các em sẽ có những lời khuyên. Xin cảm ơn thầy Mai Anh đã chia sẻ thêm về cái định hướng lựa chọn ngành cho các bạn thí sinh ạ. Câu hỏi có lẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Từ bạn Kim Anh gửi đến khoa quốc tế. Hiện tại thì ngành phân tích dữ liệu kinh doanh có cơ hội được làm rất tốt như chia sẻ của các thầy cô trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà nếu năm nay em vào học thì sau 4 năm nữa khi em ra trường thì cơ hội được làm nó còn tốt như là bây giờ nữa không? Thì các thầy cô có thể cho em xin một chút dự báo về thị trường lao động đối với ngành học lĩnh vực này được không ạ? Thì câu hỏi xin được mời anh Đăng trả lời giúp. Nếu như mà bạn tham gia bắt đầu từ thời điểm này thì bạn là một trong những người đầu tiên được đào tạo một cách chính quy về ngành phân tích dữ liệu kinh doanh, thì những người đầu tiên thì luôn luôn là những người đi trước. Và nếu như mà bạn còn chần chờ hoặc là suy nghĩ chuyện gì đó nữa thì xem như là bạn là người đến sau rồi, hoặc là quá chậm sau này khác, trong khi mất rất là nhiều năm để là quy ước ra một cái ngành đào tạo, một cái chuyên ngành đào tạo mà được gọi là rất là hot trên thị trường hiện tại. Thì các bạn cũng hiểu một chuyện là nếu mình là người đi trước, luôn luôn mình là cơ hội thắng cao hơn những người khác, đúng không? Tôi cũng nghĩ là giáo sư Hồ Thú Bảo cũng là một trong những người tư vấn cho chính phủ và các bộ ban ngành về các chính sách và chiến lược phát triển quốc gia về công nghệ thông tin và dữ liệu, như thầy chia sẻ một số cái xu hướng, đúng không ạ? Thì có một câu chuyện mà các bạn có thể nghe rất là nhiều là chúng ta đang bắt đầu cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có thể nói đấy là một cái giai đoạn phát triển của lịch sử. Và bây giờ mới đến 4 lần thôi, cái lần đầu cả một thế kỷ. Sau đến lần gần nhất cũng khoảng 50 năm, mỗi cái đợt như thế nó phải vài chục năm. Và bây giờ chúng ta đang ở bước đầu. Có thể nói một cái đặc điểm là cái thời kỳ này là thời kỳ mọi thứ được số hóa và người ta làm việc ở trên cái con số rất là nhiều. Chắc chắn đây là cái lúc đầu của cái ngành khoa học dữ liệu và khoa học dữ liệu trong kinh doanh. Tôi lấy một cái ví dụ nữa là tôi thì xây dựng cái chương trình, tôi làm việc ở Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản trong 25 năm. Và từ năm 2013 thì tôi được phân công xây dựng cái chương trình đào tạo về khoa học dữ liệu. Thì tôi sẽ đặt tên là khoa học dữ liệu. Thế nhưng mà về sau mấy thầy ở Nhật thì còn đề nghị đặt tên là Leaders in Data Science.
Thì leaders ở đây thì không có nghĩa là người lãnh đạo đâu, mà là những người đi đầu và dẫn dắt cái câu chuyện này. Thì có thể nói đây là cái chuyện rất là mới. Tôi nghĩ là cái câu chuyện này, cái nhu cầu dùng dữ liệu để phân tích, để phát triển kinh tế xã hội, nó chắc nó còn phải kéo dài một vài chục năm nữa. Nó đang là cái câu chuyện rất là thể sự. Như cái tạp chí Business của Harvard thì còn nói là Data Scientist là cái nghề mà hấp dẫn nhất của thế kỷ 21, của chúng ta mới bắt đầu một cái giai đoạn đầu của thế kỷ thôi. Tương lai còn rất là dài. Vâng, xin cảm ơn thầy. Vậy thì các bạn thí sinh năm nay nếu mà vào học chương trình phân tích dữ liệu quốc gia, mình hãy yên tâm là tạm thời trong thế kỷ 21 thì chúng ta vẫn còn cái nghề data scientist thì vẫn được coi là nghề hấp dẫn nhất, nên các bạn còn rất là nhiều cơ hội ạ. Vậy thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay của chúng ta đã sắp kết thúc rồi ạ. Thì trước khi mà khép lại chương trình, tôi xin phép được công bố danh sách 20 bạn, 20 người xem nhận được các phần quà tặng được chia sẻ và đặt câu hỏi tại số livestream tuần trước. Đứng thứ nhất là bạn Nguyễn Thông, đứng thứ hai là bạn Cúc Nhan, thứ ba là bạn Việt Hoàng, thứ tư là bạn Ly Xíu, Thu Hà Trần, Hồ Trung Kiên, Đào Trâm Anh, Diều Hâu, Đăng Khôi, Vân Vân, Phúc Nguyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thu Hương, Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang, Nhật Linh, Lê Thúy Hằng, Phạm Thị Thiên Huế, Jin Anh và Cửu Vĩ Hồ. Khoa Quốc tế sẽ có một bài đăng sau ra trong ngày hôm nay với tên Facebook của 20 bạn. Các bạn hãy vui lòng nhắn tin cho trang fanpage của Khoa Quốc tế để hỏi về cách nhận quà. Vậy thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta đã đi đến hồi kết rồi. Chúng tôi rất vui vì nhận được sự ủng hộ đông đảo của các bạn thí sinh cũng như là các phụ huynh theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người tại chương trình VNUIS Live Talk của tuần sau với chủ đề Kíp học tiếng Anh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả và các vị khách mời của chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.